Vụ tra tấn như thời Trung Cổ trên tàu cá, người thân cung cấp hồ sơ điều trị bệnh cho công an. Liên quan đến hai clip người đàn ông bị tra tấn dã man trên tàu cá, ông LTL, cha nuôi của nạn nhân TVT, 47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, đã cung cấp hồ sơ lúc T đi điều trị bệnh cho công an. Tối ngày 19 tháng 11, chia sẻ với Tiền Phong qua điện thoại, ông LTL, cha nuôi của nạn nhân T, cho biết, ông là người giới thiệu cho T đi theo tàu cá mang số hiệu BT97993TS. T bị tật một bên mắt và một bên chân nổi u bẩm sinh từ nhỏ. Sức khỏe của con cũng không bằng người ta, nhưng được cái siêng năng, chăm chỉ, ông L cho biết thêm. Theo lời kể của ông L, vào khoảng tháng 5 năm 2022, bà chủ ghe báo T bị nổi mụn ở lỗ tai, phần lỗ tai bị viêm mủ nên cho vào bờ để điều trị. Tuy nhiên, ông nhận thấy thương tích trên người T rất nặng và gặng hỏi thì anh mới nói rằng mình bị đánh. Lúc này, tôi mới đưa T đi chụp X-quang, trị bệnh. Khám ra thì T bị gãy xương sườn, gãy răng và có nhiều vết thương trên người. Hơn 2 tháng, tôi là người đưa T đi điều trị và yêu cầu chủ ghe bồi thường, ông L nói. Cũng theo ông L, ban đầu, chủ ghe đưa cho ông 3 triệu đồng đi điều trị cho T, nhưng ông không chấp nhận. Sau đó, chủ ghe đã đồng ý đưa cho ông 5 triệu đồng. Khi sức khỏe anh T bình phục, ông đưa con qua gặp chủ ghe nói chuyện phải quấy. Khi đó, T đưa ra mức giá 150 triệu đồng yêu cầu chủ ghe bồi thường thì anh ta sẽ làm giấy bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự. Chủ ghe đồng ý với yêu cầu này của T. Sau đó, một người mà T nói là anh em kết nghĩa đã nhận 150 triệu đồng từ chủ ghe. Người này sau khi nhận tiền đã bỏ đi mất. Đến nay, T chưa nhận được tiền, ông L cho biết thêm. Ông L bức xúc nói, sau này khi xem được clip T bị đánh như vậy tôi mới bất ngờ. Tôi cứ nghĩ rằng khi đi theo tàu T có mâu thuẫn nên đánh nhau, chứ không nghĩ T bị hành hạ như vậy. Tôi đã cung cấp hồ sơ lúc T đi điều trị bệnh cho công an, ông L cho hay.